Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món làm pate gan gà. Nguyên liệu chính là thịt lợn. Nếu muốn ăn béo thì các bạn sẽ có thể lấy cái thịt ba chỉ, nó có nhiều mỡ. Còn nếu không thì các bạn lấy cái thịt vai, thịt lạc vai. Thịt lạc vai nó cũng có rắt mỡ nhưng mà nó có độ giòn. Đấy. Đây là 400g. Và gan gà đây cũng 400g. Tí nữa tôi phải lọc lại cả cái gan này đi. Nó có lẫn nếu như mặt thì ta phải bỏ, hoặc là các cái gân ta phải bỏ. Và thịt mỡ đây chúng ta để lót đây thì chỉ cần 200g thôi. Bánh mì thì chúng ta sẽ bỏ vỏ lấy ruột 50g. Đây là bơ nhé các bạn nhé. Bơ chỗ này là đi 200g. Có các gia vị kèm theo thì bây giờ là hành, tỏi. Đây là hạt tiêu, hạt lêm, muối và đây là ngũ vị hương nha các bạn nha. Và sữa đây là sữa không đường, để ta sẽ ngâm vào mấy gan để ta khử độc. Bây giờ tôi phải làm cái hành tỏi trước đã, tôi thái ra. Nếu mà tôi làm cái gan xề tôi lại phải rửa thớt. Tôi đã thái xong hành tỏi, bây giờ tôi đi làm cái gan. Thế các bạn phải lọc những cái gân này ra nhá. Đấy, mấy cả cái mật mà nó còn sót. Tôi sẽ cho vào cái tô to này để tôi ngâm cái sữa nhá. Bây giờ tôi lọc được đến đâu tôi cho vào đấy. Bây giờ tôi sẽ ướp cái sữa. Đây tôi để lại một phần sữa để ngâm với ruột bánh mì. Phần này thì nó đã ngập gan rồi. Đây, các bạn sẽ ngâm như thế này trong vòng độ 15 đến 20 phút là được. Vì cái gan gà này đã thái ra là nhỏ rồi. Để làm tiếp thì tôi sẽ ngâm cái ruột bánh mì. Tôi bỏ cái phần vỏ này ra. Đấy, phần ruột này tôi sẽ ngâm vào trong sữa. Thời gian ngâm ruột bánh mì này thì cũng nhanh thôi, không cần phải lâu. Các bạn ơi, tôi sẽ cắt đôi cái miếng thịt này ra. Nhớ là các bạn thái thật mỏng, càng mỏng càng tốt. Đấy, để ta lót đấy, các bạn nhớ là như thế. Đây, tôi đã thái thịt xong rồi. Bây giờ tôi sẽ gióm bếp lên để tôi xào. Các bạn ơi, cái miếng bơ này là tôi cắt ra làm 4 cho nó tiện. Khi nào tôi dùng, tôi chỉ dùng 1/4 1/4 1. Trước khi cho bơ thì ta phải dùng một chút dầu để cho nó đỡ bị cháy bơ. Khi mà bơ nó còn chảy ra thì các bạn hãy nhớ là như vậy. Tôi cho 1/4. Đấy, chỗ bơ vào đây. Đấy, trong khi để chờ bơ nó chảy, các bạn nhớ nó phải cho một chút dầu ăn. Nếu không là bơ nó sẽ bị cháy mất. Sôi rồi là ta phải cho thịt vào để ta xào. Đấy, thịt này là mới chưa có xay qua thôi các bạn, chưa xay mịn. Các bạn cho một chút hạt tiêu, cho một chút hạt lêm. Nhớ là các bạn cho hạt lêm thì cho muối chỉ một chút thôi, chứ không là bị mặn đấy các bạn. Các bạn cho một chút ngũ vị hương, không nên cho nhiều quá mà nó lại sực lên. Đây tôi cho hành tỏi vào nhá. Cái này ta hành tỏi ta phải cho ngay từ về cuối. Giờ các bạn phải vắt nhanh cái bánh mì cho vào. Như vậy là được rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhào nó lát ra. Xong các bạn cho vào trong
Như vậy là được rồi. Tôi sẽ cho ra bát. Bây giờ tôi đi sửa chảo nha các bạn ơi, để tôi vắt gan ra. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi đi chắt cái nước sữa ra và tôi ngâm gan đã đủ thời gian rồi. Các bạn ạ, 25 phút rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chắt cái gan này ra để tôi rửa sạch nha, không tôi thái để tôi xào. Các bạn bây giờ tôi thái gan cho nó nhỏ thêm một chút nữa. Sau đó để tôi đem tôi xào. Đây tôi sẽ cho một chút dầu lên đây. Khi ta cho một chút dầu rồi ta lại phải cho 1/4, nghĩa là 50g. Đây là cái bơ. Đồng thời tôi cho hành tỏi vào đây để tôi phi cho nó thơm nhá các bạn hãy nhớ. Các bạn nhớ là cái gan này ta chỉ xào nó vừa phải thôi, nó tay tái một chút là được, chứ đừng lên kỹ quá, nó sẽ khô. Các bạn hãy cho một chút các cái gia vị nha, hạt tiêu này. Cho một chút các cái gia vị như hạt lêm này, một chút muối thôi. Đây, bây giờ tôi sẽ múc ra bát, đây là vừa phải rồi, hợp lý rồi. Các bạn nên không làm nó chín quá. Chín quá là nó xác nó khô đấy. Đấy, rất là ngon, hợp lý rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt cái chảo ra. Và tôi đem xay đã nha các bạn nha, bây giờ phải xay nghiến. Đây, tôi sẽ cho gan vào đây để tôi xay gan trước các bạn. Xem là nó có nhuyễn không đã nhá các bạn ơi. Đây là mịn lắm rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ múc ra bát để tôi xay tiếp cái thịt. Sau khi xay thịt xong bắt đầu mới trộn đều cả gan với cả thịt. Chà, rất là mịn. Bây giờ tôi sẽ cho thịt vào đây để tôi sẽ xay thịt. Ôi mịn lắm rồi các bạn. Bây giờ tôi cho gan vào để tôi xay cho nó thật đều. Cái bước này gọi là bước trộn thôi các bạn. Các bạn ơi, ta sẽ cho thêm một chút hạt tiêu vào đây. Đây các bạn ơi, bây giờ là tôi đã trộn xong. Bây giờ tôi sẽ đem đi để tôi hấp nha các bạn ơi. Đây, bây giờ tôi sẽ lót dây bạc vào các bạn. Đây, các bạn lại lót dây bạc vào trong cái khay này. Đây là cái khay thủy tinh đấy các bạn. Đấy, bây giờ tôi sẽ phết một phần của cái bơ này để vào trong này. Trải cái thịt mỡ vào đây. Đây các bạn hãy nhớ là ta trải hết xuống dưới. Đây tôi sẽ múc cho vào khay thủy tinh này. Các bạn múc vào đây xong rồi các bạn lại phải đậy dưới bạc lên để tránh nước nó vào nha các bạn nha. Vì ta hấp mà cho nên nước nó sẽ còn vào trong này. Cho nên là ta phải cho một lượt dưới bạc phủ lên trên. Đây các bạn phải làm sao lén nó vào để cho nó có cái góc cạnh của nó đầy lên. Các bạn lại cho một lớp thịt mỡ lên. Đấy, như vậy là nó kín rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi phủ một lớp dây bạc lên để tránh nước các bạn nha.
Đây các bạn úp nó lại như thế này để tránh nước nó vào trong này các bạn. Đây này là đảm bảo rồi các bạn ơi. Phần còn lại thì các bạn ơi tôi sẽ cho lốt vào một cái bát nho nhỏ nha. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái pate này, bây giờ tôi cho vào hấp. Xay hết xong đủ rồi và tôi cho vào các cái khay thủy tinh với cả bát thủy tinh đây. Đây các bạn hãy nhớ là khi ta đun bằng bếp củi ấy, thì các bạn phải để cho nó có cái hơi ở đây nó bốc lên. Nếu các bạn mà cho vào ngay từ cái lúc nước lạnh thì ta đun củi nó có cái hơi khói nó sẽ lùa vào trong này. Thì cái mùi hơi khói ít nhiều nó vẫn bám vào, cho nên là nó không hợp lý. Đây cho nên như thế này là đã có hơi lên rồi. Thì bây giờ tôi sẽ cho vào trong chõ đây. Rồi. Tôi phải bọc giấy bạc để cho nó không có hơi nước rơi vào trong cái pate này. Bây giờ các bạn hãy nhớ thời gian chúng ta nếu hấp đực thời gian nó nhiều thì pate ăn rất là thơm ngon. Các bạn hãy nhớ lên cố gắng được 3 tiếng là tốt. Còn thường xuyên khi tôi làm pate là phải 4 tiếng rưỡi các bạn. Các bạn ơi, tôi đã hấp được 2 tiếng rồi đây. Bây giờ tôi cho ra. Các bạn nhớ là bạn nào mà thích ăn nhuyễn hơn thì các bạn để nó 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng. Nhưng mà pate gà thì gan gà thì ta chỉ để thời gian nó chỉ là 2 tiếng thôi các bạn. Tôi phải kê cái giấy vào đây cho đỡ nóng, nóng lắm các bạn. Đây, tôi để ở đây. Các bạn có thấy không, nó bông lên như thế này kìa này. Đấy. Đây, tôi sẽ xé ra để tôi sẽ mở cho nó dễ mở này các bạn ơi. Ui chà chà. Đây. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Đấy, nó lở chùm lên. Bây giờ tôi sẽ để nguội nhá. Xong rồi tôi cho vào ngăn mát vào khoảng độ 30 phút là tôi mang ra thưởng thức được các bạn. Các bạn ơi, tôi đã làm xong pate đây rồi. Các bạn có nhớ không? Để nguội sau đó tôi cho vào trong ngăn mát lửa tiếng. Và bây giờ tôi sẽ cho ra đĩa nha. Được rồi các bạn ơi, nó đã đóng bánh rồi. Tôi xé cái dây bạc cho nha các bạn nha. Đây các bạn ơi, được rồi. Bây giờ tôi bỏ dây bạc ra. Đây các bạn ơi, tôi đổ ra đĩa đây rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy dao để tôi cắt. Cắt miếng xong rồi để tôi ăn lẫn với xôi nhá. Lần trước thì tôi đã làm một lần pate gan lợn. Và lần này tôi làm pate gan gà. Lần trước tôi ăn với bánh mì, lần này tôi ăn với xôi các bạn ạ. À, tôi đi lấy dao để cắt đây. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cắt pate ra để tôi để lên trên chốc đĩa xôi này để tôi thưởng thức các bạn nha. Đây thì mời các bạn cùng thưởng thức với tôi nhá. Bây giờ tôi đã cắt sẵn pate để vào trong xôi. Bây giờ tôi phải nếm thử cái pate xem là cái hương vị pate tôi làm hôm nay nó có ngon hay không. Rất là thơm các bạn ạ. Tôi đã nếm thử như thế này phải nói rằng rất là ngon đấy các bạn này. Rất là thơm các bạn ạ. Càng nguội càng thơm. Bây giờ tôi sẽ ăn lẫn với xôi. Vừa thơm vừa ngậy, vừa béo. Ôi rồi tuyệt vời lắm các bạn ạ. Các bạn ăn mấy bánh mì cũng được, mà ăn mấy xôi, mấy cơm cũng được. Pate này để ăn nói chung là nó hợp lý cả những vấn đề vừa cơm vừa bánh mì mà vừa xôi. Như vậy là pate này tôi đun, tôi hấp lên là được coi 2 tiếng các bạn. Bạn nào mà muốn ăn nó có thể nó rắn thêm một chút nữa thì các bạn chỉ là 1 tiếng rưỡi. Nhưng tôi đun 2 tiếng nó rất là mịn mà rất là ngon các bạn. Như thế này thì phải nói là các bạn ơi, ăn này thì rất thú vị.
thịt mỡ mềm luôn này, nó bám hết vào trong này mà mềm luôn đấy, các bạn chỉ cần nhẹ động vào cũng đã coi như nó ra rồi, nó mềm phật. Các bạn có yêu cầu tôi làm món gì mà theo yêu cầu của các bạn ấy thì các bạn hãy để về phía dưới của cái phần bình luận, tôi sẽ tận tâm để làm và giới thiệu cho các bạn được rõ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ, tôi xin chân thành chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món pate chay. Đây đậu phụ là 3 bìa các bạn ạ. Đậu đỏ hạt là 200g và lấm là 200g. Bơ đậu phộng 20g và bột lăng 20g. Kèm theo có đường này, sữa tươi không đường này. Đây là nước tương này. Và đây là hạt lêm chay này, hạt tiêu này. Và đây là bánh mì các bạn ạ. Bánh mì tôi bớt lại một chiếc để chút nữa ta ăn gọi như thế là mấy cả pate chay. Thế là tôi ngâm được 4 tiếng rồi. Tôi cho đậu vào bây giờ nhá các bạn ơi. Đấy, nước đã sôi rồi đây. Để chờ đậu chín thì tôi đi thái cái lấm rơm này nhá. Đây lấm được rồi, tôi sẽ cho trong bát nha các bạn nha. Đây, bây giờ tôi sẽ nghiền đậu cho nha các bạn nha. Đấy, ta nghiền đậu cho nó vụn ra. Sau đó ta cho vào máy xay cùng với cả lấm để cho nó nhỏ nhuyễn nha. Hôm nay thời tiết trời nó có mưa, tiếng nó hơi ồn một chút các bạn ạ. Hôm nay mát giờ như thế này mà làm pate chay mà ăn với bánh mì thì cũng ngon đây. Sữa tươi không đường tôi cho một cái tô to một chút. Bây giờ tôi mới bóc ruột bánh mì ra. Đây, bây giờ tôi phải banh cái ruột bánh mì này ra nhá. Đấy, các bạn nhớ này, tôi lấy cái ruột bánh mì vào đây. Đây, ta dầm nó ra nhá. Ta cho nó ngập sữa. Đó. Đấy, bây giờ tôi làm xong rồi, tôi chỉ có đợi đậu chín thôi nhá các bạn nhá. Đậu chín là tôi sẽ cho vào máy tôi xay. Đấy, bật xuống để cho nó có cái độ nguội một chút. Đây, tôi vớt đậu ra đĩa các bạn. Mùi đậu rất thơm. Bây giờ tôi sẽ cho một chút dầu vào đây để tôi xào lấm. Xào lấm lên để cho nó thơm các bạn. Làm chay cho nên ta cũng cho ít dầu thôi, cho nên là không cho nhiều dầu. Tôi sẽ cho lấm vào đây để xào. Các bạn nhớ là tôi cho một chút coi như thế là hạt lêm chay nhá. Đấy, lấm rơm tôi đã xào xong rồi. Bây giờ tôi cho ra bát nhá. Cho nó nguội nguội một chút xong rồi tôi chờ đậu tôi ngâm rồi. Tôi đã luộc chín đậu rồi đấy. Đó, xong rồi để tôi sẽ cho vào máy để tôi xay. Tôi sẽ cho một chút đậu vào đây đã này. Có thể là các bạn xay đậu trước cũng được. Sau đó các bạn múc bớt đậu ra. Xong bắt đầu mình chia cho từng cái bộ phận. Bây giờ tôi xay đậu trước vì đậu nó rắn hơn. Xong tôi múc bớt ra thì nó hợp lý hơn. Đây, tôi sẽ xay đậu trước. Bây giờ tôi cho đậu vào. Đây, một lửa được bánh mì.
Đây tôi cho một lửa tí lắm. Đây là cái bơ đậu phộng, tôi cũng cho một lửa nha các bạn nha. Đấy. Tôi chỉ cho một chút đường thôi, vì cái này ta cho nhiều đường nó ngọt nhợ là không thích đâu. Đến bột lăng tôi cũng phải cho một lửa. Đây hạt nêm chay tôi cũng chỉ cho một chút thôi nha, vì trong kia tôi đã xào rồi các bạn. Tôi cho một chút hạt tiêu, lấy hương vị thơm các bạn không nên cho nhiều. Tôi sẽ cho một chút nước tương. Đây tôi sẽ cho đặt vào đây và tôi sẽ cho máy vào. Các bạn ơi, tôi phải lót dây lến vào nha. Các bạn lót dây lến xong rồi đổ vào đây, rồi sau này ta sẽ đổ ra nó dễ hơn. Tôi lót dây lến xong rồi, bây giờ tôi sẽ cho ba tê vào trong này. Đấy. Xong tôi cho lên xong rồi tôi hấp. Ta cũng không nên làm nó đầy quá, ta cho hai bên nó làm sao cho nó cân bằng để lúc ta lấy ra cho nó tiện. Đầy quá về sau các bạn hãy nhớ là nó còn lở. Dàn xong rồi các bạn hãy cho vào trong xoong. Rồi đây tôi sẽ cho vào trong xoong để tôi hấp đây các bạn ơi. Các bạn nhớ là ta sẽ hấp vào trong vòng 25 phút nha. Bây giờ tôi đã hấp đủ 25 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ úi chết trời, tôi mở ra nha. Wow. Ôi, được hai khay ba tê các bạn. Trông rất hấp dẫn. Rất thơm các bạn ơi. Nóng lắm. Bây giờ các bạn phải để cho nó nguội đã. Xong các bạn cho vào ngăn mát. Nếu để nguội hẳn được các bạn cho ngăn mát vào khoảng độ 15 phút. Đây các bạn ơi, tôi để vào ngăn mát được 10 phút thôi. Tuy thế nhưng mà nó hơi ấm ấm thôi, nhưng mà nó đã đông rồi các bạn. Đông lắm, ở trên mặt này rất đông. Bây giờ tôi sẽ cho ra đĩa để thưởng thức các bạn nha. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Đây. Khi đổ ra đĩa trông nó rất là đẹp. Đây, bây giờ tôi sẽ cắt từng miếng để tôi thưởng thức nha. Tôi đã cắt pate ra mấy cả bánh ra đây rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Đây. Đây là pate chay nhưng ăn thơm ngon lắm các bạn. Đây, tôi đã thấy rằng hấp dẫn đây rồi. Thơm cả hai loại đậu. Đậu phụ là một và đậu đỏ là hai. Nhận có một chút ngọt thôi các bạn. Và nó cũng chỉ là đậm vừa thôi của hạt lêm chay. Bạn nào ăn được cay thì các bạn cho tương ớt vào nhé. Vừa ngon vừa ngậy, vừa bùi, hương vị rất là thơm các bạn. Các bạn thấy là pate chay này thì làm nó thời gian nó nhanh hơn. Còn pate mà các bạn làm bằng thịt, bằng gan ấy, thì thời gian nó lâu lắm. Tối thiểu phải có 4 tiếng rưỡi trở lên cho các bạn. Các bạn cho đủ gia vị, thơm mà ngậy. Đây là món này là rất hợp cho các bạn nào mà ăn chay, ăn kiêng đấy. Trong tuần nếu mà các bạn ăn chay 1 đến 2 buổi thì các bạn nên cố gắng làm cái món này. Làm cái món này nói chung là nó không lâu. Mà làm nó vừa nhanh.
ăn này vừa là dễ ăn nữa các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bạn nào có cái ý kiến gì về làm cá nhân, món gì riêng thì các bạn sẽ để dưới phần bình luận. Tôi sẽ tiếp thu và làm tỉ mỉ cho các bạn được thấy nha. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin hẹn các bạn vào clip sau. Xin chào tạm biệt. Các bạn ơi, tôi xin cảm ơn các bạn và chào các bạn nha. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món mới là món pate. Nó nguyên liệu có thịt. Đây là thịt vai gáy nha các bạn nha. Đấy, thịt là vai gáy là 300g. Gan lợn là 300g. Thịt mỡ khổ đây là 200g. Bì là 200g. Và mỡ đã xay rồi đấy là 200g. Kèm theo là có hạt lêm, muối, gia vị, hạt tiêu, mì chính và rượu. Và đây là dầu và sữa. Đây là sữa để ta sẽ ngâm với cả khử độc bằng cái gan này nhá. Ta cho gan vào để ta ngâm. Và ta cho ruột bánh mì vào cũng ngâm vào mì sữa. Thì ruột bánh mì ta chỉ ngâm vào khoảng độ 5 đến 10 phút thôi. Thì trước khi để làm cái món này thì tôi phải đi thái cái gan trước các bạn. Tôi thái gan trước, sau đó để tôi ngâm vào sữa để ta tẩy độc đi. Sau đó thì tôi sẽ đi xào tất cả các cái món này lên. Xong mình cho vào xay. Các bạn nhớ là ngâm gan vào sữa thì khoảng 30 phút các bạn ạ. Đây tôi cho gan vào đây để tôi đổ sữa vào đây để tôi ngâm. Tôi sẽ cho sữa vào gan để tôi ngâm nha. Đấy các bạn cho vào đây ngâm vào khoảng độ 30 phút các bạn. Đây là ta tẩy cái độc tố của gan lợn đi. Bây giờ tôi đi thái mỡ khổ đã. Mỡ khổ này các bạn nhớ là thái mỏng nhá. Xong ta lót vào bát. Sau đó tôi thái cái bì này xong rồi tôi đem luộc nha. Tôi cho vào xong để tôi luộc các bạn. Các bạn nhớ là khi ta luộc cái bì nên ta cho nước nó ngập bì nha các bạn ạ. Chính bởi vì thế mà tôi phải thái nó nhỏ ra. Chứ nếu mà để nó cả miếng là nó sẽ bồng lên. Bây giờ tôi tranh thủ để làm tiếp các cái thái với cái hành này, cái tỏi này. Cái hành tỏi này để tí nữa tôi phi thơm các bạn nha. Tôi phi thơm lên xong rồi tôi mới cho thịt, cho bì, cho gan vào để tôi xào lên cho nó thơm. Thơm xong rồi bắt đầu ta mới cho ra để cho nó nguội bớt lên xong ta mới xay cho nó nhuyễn ra nha. Tôi sẽ vớt bì ra đĩa nha các bạn ơi. Bì này nó chín rồi. Đấy, ta vớt ra để ta để nguội xong ta mới lại thái nó nhỏ ra. Ta thái nhỏ thì ta mới cho đi xay được. Thì cho cái xoong này nó xuống để tôi xào. Để nguội xong tôi thái, tôi sẽ xào tất cả các cái gan với cả bì với thịt để tôi xào lên. Đây bì nguội rồi, tôi thái cho nó nhỏ ra nha. Gan tôi đã ngâm vào mì sữa đủ thời gian rồi, bây giờ tôi sẽ chắt ra để cho nó ráo nhá. Xong tôi đem xào.
chưng hành tỏi thơm. Tôi rạch ra để tôi lấy ruột bánh mì các bạn ạ. Tôi sẽ cho vào sữa. Các bạn nhớ là chỉ ngâm vào trong vòng 2 phút thôi nhé. Xong ta vắt. Ta vắt kiệt ở đây. Tôi đã ngâm được đủ thời gian bánh mì rồi, ruột bánh mì rồi. Bây giờ tôi phải vắt cho nó hết cái nước nhé. Tôi chỉ lấy bã này thôi. Bây giờ tôi sẽ đi tôi dọn bếp để tôi chuẩn bị cho xào lên cho nó thơm. Bây giờ tôi cho dầu vào nhá các bạn ơi. Tôi cho hành vào, mì tỏi vào đây các bạn ơi, để tôi phi cho nó thơm. Hành tỏi đã thơm rồi, tôi sẽ cho gan vào tôi xào trước các bạn nhé. Tôi cho cái thịt vào các bạn. Đó. Cho thịt vào để tôi đảo lẫn vào. Tôi cho cái mỡ vào nha. Bây giờ tôi cho bì vào. Tôi trộn đều rồi, bây giờ tôi mới cho các gia vị. Các bạn nhớ là cho gia vị chỉ cho vừa phải thôi, không nên cho đậm quá. Đây tôi cho một chút hạt lêm nha. Tôi cho một chút muối gia vị. Tôi cho một chút hạt tiêu. Và tôi cho một chút mì chính. Các bạn nhớ là tôi cho một thìa rượu. Rượu trắng các bạn nha. Tôi cho ruột bánh mì vào các bạn. Đây là bánh mì tôi đã vắt hết nước rồi các bạn. Bây giờ ta đảo đều xong là ta bắc ra các bạn. Bây giờ tôi bắc ra để nguội xong thì tôi đi xay nhuyễn đây nhá các bạn ạ. Các bạn ơi, tôi đã xay nhuyễn rồi các bạn. Đây, xay nhuyễn rồi thì bây giờ tôi phải cắt dây bạc để tôi lót xuống cái bát nhá. Đây, tôi cắt dây bạc để tôi lót vào bát. Xong rồi tôi mới cho thịt vào đây, thịt mỡ rải xuống dưới. Trước khi để rải xuống dưới thì tôi phải quết dầu ở dưới đã nhá. Để cho pate về sau này đổ ra nó sẽ không bị dính. Tôi lót tất cả thịt mỡ lên. Đó.
cứ các bạn hãy nhớ là cứ lót hết cái thịt mỡ nó xuống nó ra bên cạnh thành ấy. Được. Bà tê tôi đã xay đây này. Thịt tôi đã xay đầy đủ hết rồi. Đấy, tôi miết cái dàn cho nó hợp lý nha các bạn. Dàn phải thật hợp lý. Đây, các bạn nhớ là khi ta cho thịt mỡ chung quanh cạnh với cả dưới đáy là ta phải ấn làm sao nó đều cả. Nếu các bạn ấn ở giữa là nó sẽ phòi cả thịt mỡ lên trên. Cho nên là các bạn ấn thật đều. Ấn đều được rồi thì các bạn thôi. Tôi sẽ đậy lại nha các bạn. Đây, các bạn nhớ là phải đậy lại để cho nó cái hơi nước nó đỡ vào đây, trong này là phải kín. À, nó không thể nào chui nước qua trong này được. Rồi, đấy tôi đun một đằng, tôi cho vào một đằng đun thì nước đã nóng rồi. Các bạn nhớ nha, để mở cho bay hơi một lúc đã, không là sẽ nóng tay đấy các bạn. Bây giờ các bạn phải cho nó hợp lý. Nhanh rồi, đúng giữa rồi. Đấy, được rồi. Bây giờ tôi đậy vung. Bây giờ phải sau 4 tiếng tôi sẽ nhấc lên các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tôi đã làm được 4 tiếng rồi các bạn ạ. Mà cái nồi này của tôi sẽ đun nốt chỗ củi này nhé các bạn nhé. Cho nó cháy hết chỗ củi này đi. Thế xong rồi tôi sẽ bắc ra, mở ra để cho nó nguội đã thì mới lấy được ra. Khi nó nguội rồi thì tôi mới lại để vào trong tủ lạnh 1 tiếng đấy nha các bạn nha. Đấy. Đấy, cái giấy bạc này tôi làm như lắp đậy ở trên đấy. Bỏ ra để cho nó bốc hơi cho nó nguội. Đây các bạn ơi, nó ngon lắm. Mùi rất thơm. Tôi nhấc ra các bạn ơi. Rồi, tôi phải lót giấy này để cho ra cho đỡ nóng. Úi giời. Rất thơm các bạn. Các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái bát pate. Bây giờ tôi đã xúc ra đây để cùng ăn với bánh mì các bạn nhá. Trong ăn mấy pate, bánh mì pate này thì có kèm theo cả dưa chuột và ruốc và rau thơm. Đấy là rau mùi. Bây giờ thì tôi sẽ cùng mời các bạn để thưởng thức với tôi cắt bánh mì. Các bạn nhớ cắt bánh mì không? Các bạn banh nó ra. Xong thì các bạn cho dưa chuột. Bạn nào ăn nhiều thì cho nhiều nhá. Đấy. Các bạn cho dưa chuột vào trong. Sau đó các bạn cho pate vào. Các bạn cho ruốc. Các bạn ăn nhiều ruốc thì cho nhiều ruốc, ăn ít ruốc thì ăn ít ruốc. Các bạn nhớ là cho nhiều quá ruốc, nhiều quá là sẽ đậm đấy. Đấy, các bạn cho rau thơm vào. Có rau thơm này vào thì nó hấp dẫn lắm các bạn ạ. Tôi đã làm xong. Bạn nào ăn tương ớt thì cho nhiều, nhưng mà tôi chỉ ăn ít thì cho ít thôi nhá. Để mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Các bạn ăn cắn cả đã có mùi thơm của pate. Các bạn dàn ra cho nó đều. Pate rất thơm ngon các bạn ạ. Có rau thơm này vào ăn nó lại càng tôn thêm mùi thơm và giòn giòn của một chút coi như thế là của dưa chuột. Các bạn nhớ nếu mà các bạn mua bánh mì về là các bạn dùng bằng pate này các bạn nướng lại nhá.
Cái món pate này là ta ăn mấy bánh mì, nó rất là thơm ngon. Cái này thì thường xuyên, cái món ăn dân dã này là của các địa phương thường xuyên hay làm. Nhất là về mùa đông thì các gia đình ở địa phương chúng tôi là thường xuyên hay làm nhiều. Làm nhiều xong chúng tôi để nguội, xong tôi cho vào các cái hộp, xong tôi để vào ngăn mát. Nếu làm nhiều nữa thì ta có thể tặng thêm bạn bè anh em trong gia đình để tan dần. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn cố gắng ủng hộ tôi để tôi có một cái động lực gần gũi với các bạn hơn để làm thêm nhiều món ngon hơn nữa, bổ ích hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.